cùng với chúng ta tại đây. Tôi có trao đổi với mấy anh em trong cái bộ phận ngợi khen thờ phượng là chờ một thời gian nữa các bạn phải hoàn thiện một chút xíu, thì khi đó cái chương trình thờ phượng của chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp từ giờ đầu đến giờ cuối, chứ không phải chỉ có cái giờ nghe lời Chúa mà thôi. Bởi vì rất là nhiều anh em của chúng ta sau khi họ từ bên Mã Lai họ về, họ mở được hội thánh, thì đến giờ đó là họ gom nhóm lại để cùng nghe lời Chúa. Nên tôi ước ao là đến cái giờ mà thờ phượng đó của chúng ta thì anh em họ cũng sẽ thờ phượng chung với mình, mặc dù là họ không có thể ngồi chung phòng nhóm thôi. Nên các bạn ở trong cái bộ phận ngợi khen thờ phượng là nhanh chóng và hoàn thiện chính mình, bởi vì một khi đã công khai lên internet thì chúng ta cũng phải chỉnh chu hơn một chút. Amen ạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Bản chất tự nhiên của tôi và anh chị em, ví dụ như mình ngày hôm nay khi nhóm lại đó, thì chúng ta có những cái lời chứng mình nhớ lại, nhưng mà rồi nhiều khi tôi và anh em sẽ quên đi ngay. Tại sao anh em biết không? Tôi và anh em có thể trở thành là những lời chứng sống, nhưng mà không phải là những lời chứng lâu dài. Bản tánh của con người chúng ta đó là rất là dễ quên, gọi là không nhớ đó, hay là nói một cách cụ thể là vô ơn anh chị em. Đó là lý do mà Chúa luôn luôn nhắc tôi và anh em là chớ quên các ân huệ của Ngài. Tôi và anh em luôn luôn nhớ những gì mình làm cho Chúa. Mặc dù cái điều mà mình làm cho Chúa như nhiều khi nó có chút ác hà, nhưng mà những gì mà Chúa làm cho mình ấy thì mình rất là dễ quên. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói với 70 môn đồ ở trong Luca đoạn 10 câu 17 đến câu 20 là sau cái chuyến truyền giáo họ trở về đó, họ khoe tưng bừng, họ nói thầy ơi, thầy biết không, nghe đến danh của thầy mà tụi con nói ha, quỷ nó chạy có cờ luôn. Cái Chúa nói gì? Chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, mà hãy mừng vì tên các ngươi được ghi ở trên thiên đàng. Có thể diễn nôm cái câu nói của Chúa Giêsu như này: đừng tập chú vào những gì các ngươi làm được cho Chúa, mà hãy tập chú vào những gì Chúa đã làm cho các ngươi. Tại sao như vậy anh chị em? Tại sao Chúa lại bảo như thế? Cái phần kinh thánh hôm nay, Giô-suê đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 24 sẽ cho chúng ta cái câu trả lời. Tại làm sao mà Chúa luôn luôn muốn tôi và anh em ghi nhớ những cái việc Chúa làm? Tại sao mà Chúa bảo tôi và anh em luôn luôn là phải tưởng nhớ đến Chúa luôn luôn, hay là đừng có bao giờ quên Chúa? Chúng ta sẽ cùng dở ra ở trong trang số 277, quyển Kinh Thánh bản dịch 2016, tức là bản dịch của mục sư Đặng Ngọc Báu ấy, mà một phần lớn anh em đang sử dụng hôm nay. Cái phần Kinh Thánh nó lớn, tôi không có trình chiếu ở trên này. Hai anh em sẽ đọc cho tôi Giô-suê đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 24. Kinh Thánh của anh em bản dịch mà tôi nói đó là trang nhầm trang 277. Nghĩa với văn sẽ thay phiên mỗi người đọc 12 câu nha. Thay phiên đọc anh em dò theo. Khi toàn thể dân Israel qua sông Giô-đanh chung phán với Giô-suê, hãy chọn 12 người trong dân, mỗi người đại diện một chi tộc, và truyền cho họ hãy lấy 12 hòn đá dưới lòng sông Giô-đanh, nơi các tư thế đứng vững, vác chúng theo mình, sau đó hãy đặt chúng nơi anh em sẽ hạ trại đêm nay. Vậy Giô-suê gọi 12 người, mỗi người một chi tộc Israel mà đã chọn sẵn. Giô-suê nói với họ: anh em hãy vượt qua mọi người và đến trước gương của Chúa, Đức Chúa Trời của anh em đang ở giữa lòng sông Giô-đanh. Mỗi người trong anh em hãy lấy một hòn đá, vác nó lên vai, một hòn cho một chi tộc Israel, để chúng trở thành một dấu chứng giữa anh em. Về sau nếu con cháu anh em có hỏi những hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh em nói cho chúng biết rằng dòng sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn trước gương giáo ước của Chúa. Vì khi dân ấy được thêm qua sông Giô-đanh, dòng sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn. Vì thế những hòn đá ấy sẽ là một chứng tích để làm kỷ niệm cho dân Israel đến muôn đời. Dân Israel làm y như Giô-suê đã truyền, họ lấy 12 hòn đá ở giữa dòng sông Giô-đanh. Theo như số chi tộc của dân Israel như Chúa đã truyền cho Giô-suê, họ vác các hòn đá ấy theo họ và đặt chúng xuống nơi họ hạ trại. Giô-suê dựng một viên kỷ niệm làm bằng 12 hòn đá đã lấy từ giữa lòng sông Giô-đanh, nơi chân các tư tế kim cương giáo ước đã đứng. Viên kỷ niệm làm bằng các hòn đá ấy vẫn còn có cho đến ngày nay. Các tư tế kim cương cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi mọi việc Chúa truyền cho Giô-suê nói cho dân chúng đã được thực hiện theo như mọi điều Môi-se đã truyền cho Giô-suê, dân chúng của
qua sông. Vừa khi mọi người đã qua sông, rương giao ước của Chúa cho các tư tế, khiêm tiến lên phía trước dẫn đầu đàn dân. Người Ruben, người Gad và nửa chi tộc Manasseh thì mang vũ khí của họ đi trước đoàn dân qua sông, như Môi-se đã chỉ cho họ. Có chừng 40.000 người của họ trang bị vũ khí sẵn sàng ra trận, đi qua trước thánh nhan của Chúa và tiến vào đồng bằng Jericho làm trận. Ngày hôm đó, Chúa đã làm cho Giô-suê được cao trọng trước mặt toàn dân Israel. Họ kính sợ ông vì đã kính sợ Môi-se chọn những ngày của đời ông ấy. Chúa phán với Giô-suê, hãy truyền cho các tư tế khi đưa nhau ước lên khỏi sông Giô-đanh. Vậy Giô-suê truyền cho các tư tế hãy lên khỏi sông Giô-đanh. Các tư tế khi đưa nhau ước của Chúa bèn lên khỏi lòng sông Giô-đanh. Khi bàn chân của các tư tế vừa đặt trên đất khô, nước của sông Giô-đanh chảy về lại và tràn ra hai bên bờ như trước. Dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh vào ngày 10 tháng riêng và đóng trại tại Y-ganh, một nơi ở biên giới phía đông trong lãnh thổ trực thuộc thành Jericho. Với hai hòn đá đã lấy lên từ lòng sông Giô-đanh được Giô-suê làm cho làm thành một bia kỷ niệm và dựng lên tại Y-ganh. Ông dặn họ, nếu mai này con cháu anh chị em có hỏi những bậc làm cha mẹ những hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh chị em hãy bảo con cháu mình biết rằng dân Israel đã đi qua sông Giô-đanh tại chỗ này như đi trên đất khô, vì Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em đã làm cho nước sông Giô-đanh càng khô cho anh chị em cho đến khi anh chị em đã đi qua bờ bên kia, giống như Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em đã làm cho chúng ta tại Hồng Hải khi Ngài làm cho nó càng khô cho đến khi tất cả chúng ta đã qua bờ bên kia vậy, để thiên hạ trong khắp thế gian biết rằng tay Chúa thật là đại năng. Hầu cho anh chị em kính sợ Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em mãi mãi. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu số 24. Để thiên hạ trong thế gian biết rằng tay Chúa thật là đại năng, hầu anh chị em sẽ kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em mãi mãi. Kinh Thánh nói rất là nhiều về cái việc nhắc lại hay là về cái việc nhớ lại quá khứ, tức là những cái chuyện đã qua đó anh chị em. Nhưng mà nhớ lại quá khứ theo Kinh Thánh á, nó không phải là để phàn nàn, không phải là để so sánh, không phải là ao ước theo cái kiểu mà bao giờ cho đến ngày xưa, mà là để nhắc nhở tôi và anh chị em nhớ rằng Đức Chúa Trời đấng đã hành động ở trong quá khứ đó cũng chính là đấng đang hành động trong ngày hôm nay và sẽ hành động trong những ngày sắp tới. Ở trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy là có hai cái trụ đá hay là cái bia đá tưởng niệm được dựng lên. Một là giữa sông Giô-đanh do chính Giô-suê thực hiện, và một là ở trên bờ tây của sông Giô-đanh, hay còn gọi là cái bia đá Gilgal hay là tượng đá Gilgal. Có ba mục đích mà Chúa truyền bảo cho dân Israel lập cái đài tưởng niệm hay là bia tưởng nhớ. Đây cũng chính là ba cái bài học mà tôi và anh em sẽ học sáng hôm nay từ cái việc lập đài tưởng niệm hay là bia tưởng nhớ của con dân Chúa ngày xưa. Nhớ là cái bia tưởng niệm hay là cái đài tưởng nhớ đó, nó không có nhằm mục đích tuyên truyền giống như phần lớn các cái tượng đài ở Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Theo thống kê chưa đầy đủ là ở tại Việt Nam hiện tại có hơn 400 cái tượng đài, nhưng mà tất cả đều nhằm mục đích tuyên truyền là chính. Cái bia tưởng niệm mà Kinh Thánh đề cập đến, nó cũng không phải là nhằm mục đích thờ phượng giống như là các cái tháp chàm đó ở ngoài miền Trung, không phải như vậy. Mà cái bia tưởng niệm hay là cái tượng đá mà để tưởng nhớ đó, nó có nhằm ba cái mục đích. Thứ nhất, đó là để nhắc chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời luôn luôn. Khi Chúa bảo dân Israel làm điều đó thì cái mục đích đầu tiên đó là gì anh chị em? Đó là để kính sợ Đức Chúa Trời luôn luôn. 12 tảng đá được lấy dưới lòng sông Giô-đanh là đá tự nhiên thôi hà, không có gì đặc biệt hết đó. Đó là những cái tảng đá thô ráp, nó không có vuông vức gì đâu. Nhưng mà khi Chúa rẽ nước sông ra đó, làm đôi á, thì những cái viên đá này nó lộ ra rồi trong cái số đó đó, 12 viên được chọn cách ngẫu nhiên. 12 tảng đá này không có tham gia gì vào cái việc mà nó rẽ nước ra đó. Anh em để ý rồi nè, anh em để ý cái hình ảnh mà Chúa chợ bảo người ta lấy đá lên, mỗi người một viên, một tảng rồi lên đó rồi xây thành cái bia tưởng niệm. Những cái viên đá này nó không có tham gia gì trong phép lạ, nó không có được Chúa dùng như là cái công cụ để làm phép lạ. Các tảng đá nó chỉ nằm dưới sông vốn tự nhiên thôi, nhưng mà khi phép lạ xảy ra thì nó lộ ra. Và khi đó anh chị em mới bắt đầu thấy. Tôi nói anh chị em điều này, khi mà nước sông rẽ ra, đá lộ ra, rồi
những cái viên đá đó được chọn để nhắc cho người ta. Nó được chọn để làm gì? Trước hết là để nhắc cho người ta, trước hết là con dân Chúa đó, và sau là muôn dân trên đất về cái công việc quyền năng của một Đức Chúa Trời vô hình, là Đức Chúa Trời mà họ và tổ tiên họ đang thờ phượng. Chúa mà tôi và anh em thờ phượng là một Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, như Thi Thiên đoạn 77 câu 14 nói. Chúa mà tôi và anh em thờ phượng là Đức Chúa Trời nhân từ hay làm ơn cho những ai tin cậy nơi Ngài. Anh em để ý này, từ ngày mà anh em tin nhận Chúa đến giờ, người lâu kẻ mới, nhưng mà Chúa đã làm biết bao nhiêu điều lớn có, nhỏ có ở trong đời sống của anh chị em, đúng không ạ? Đúng không? Nói như Thi Thiên 103 từ câu 3 đến câu 5 là gì? Chính Ngài tha thứ tội lỗi, tội ác các ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, rồi gì nữa? Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp. Bản dịch cũ dịch là Ngài làm cho miệng ngươi thỏa các vật ngon, để tuổi thanh xuân của ngươi phục hồi như của chim phụng hoài. Hãy nhớ là anh xem, từ ngày mình tin Chúa này, Chúa làm đủ các thứ lớn nhỏ, đủ chuyện ở trong đời sống của mình. Thế nhưng mà tại sao có những lúc tôi và anh em đâm ra nghi ngờ Chúa? Tại sao có những lúc tôi và anh em đâm ra sợ hãi, lo lắng và thậm chí là suy sụp, nhiều khi mình tuyệt vọng? Ấy là vì chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời của mình đã chết. Ấy là vì chúng ta tin vào cái sự dối trá rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và phục vụ ngày hôm nay không phải cùng một Đức Chúa Trời mà chúng ta, cái lúc mình mới tin nhận, không phải cùng một Đức Chúa Trời của Abraham, không phải cùng một Đức Chúa Trời của Isaac, của Jacob, của Moses, của Phi-rơ, của Phao-lô. Ngày hôm nay có nhiều người dám công khai giảng là Đức Chúa Trời ngày hôm nay không còn làm phép lạ nữa, cái chuyện chữa lành đủ quỷ là cái chuyện của ngày xưa. Và chúng ta tin như vậy, rồi mình quên tắt tần tật những gì mà Chúa đã làm trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, từ cái ngày mình tin Chúa đến giờ. Cho nên khi đối diện với những thử thách ở trong cuộc sống ấy, cái tôi và anh em bắt đầu gì? Lo sợ. Tôi và anh em bắt đầu thở ra cái mùi tiêu cực. Tôi và anh em bắt đầu suy sụp. Anh em ơi, Chúa biết chuyện đó. Chúa biết cái phản ứng của tôi và mỗi một anh em khi đối diện những áp lực ở trong cuộc sống. Cho nên Chúa mới bảo dân Israel là hãy lập một cái đài tưởng nhớ. Không phải để tưởng nhớ Joshua đâu, mà là để gì? Để nhắc họ nhớ lại những công việc của Đức Chúa Trời, hay nói cách gọn hơn là để tưởng nhớ Chúa. Chúa bảo dân Israel lập cái thạch đài, tức là lập cái bia đá tưởng niệm đó, là để gì? Để anh em luôn luôn kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, câu số 24. Anh em ơi, có những cái tảng đá tưởng nhớ nào, tức là những cái vật dụng cụ thể nào, những cái kỷ vật nào, những cái chứng tích nào mà anh chị em còn lưu giữ để nhắc nhở mình về cái kinh nghiệm cá nhân của mình đối với Đức Chúa Trời quyền năng không? Những cái kỷ vật đó có thể là một cái bức ảnh nào đó, có thể là một cái câu gốc nào đó. Anh em biết không, đối với cá nhân tôi thì cái bia đá tưởng niệm đó là cái răng tôi nó bị thủng và được Chúa trám cho một cách siêu nhiên. Lúc đó chúng tôi nhóm ở cái khách sạn Thiên Ân ở đường 3 tháng 2. Có vài thầy tới Chúa người Do Thái thì vậy. Chúng tôi đang khi nhóm lại, phép lạ nó xảy ra. Trong cái răng đang nó đau nhất á, trám lại mà nó thành một cái răng đẹp. Mà đến bây giờ cái răng nó vẫn còn nguyên, không có, tức là có một cái lỗ thủng rất là rõ. Nhưng mà cái sự nó xảy ra một cách rất là lạ, tự nhiên tôi cảm thấy tê cái này. Bởi vì lúc đó cái răng tôi nó bị thủng mà. Anh biết cái lưỡi tôi đánh lên là tôi biết cái lỗ thủng vậy đó. Nó thủng tới cái cảnh mà có cái đầu lưỡi đánh lên là mình biết cái lỗ thủng. Cái tự nhiên tôi cái cảm nhận sao nó có tê tê, tôi đánh cái lưỡi lên. Ồ, sao cái lỗ đó đâu rồi? Tôi mới vào trong toilet. Tôi nhìn lên, không thấy nữa, tôi mới nhờ người khác kiểm chứng. Đó là cái bia tưởng nhớ đó chứ. Chúng tôi đã từng kinh nghiệm cái cảnh mà Chúa đổ xe, đổ xăng vào đầy cái bình. Lần nọ chúng tôi đi về, lúc đó cái xe cánh én mà hội thánh Apollo giao cho tôi sử dụng. Chúng tôi ở trên cái đầu đường Lê Trọng Tấn bây giờ. Tối hai vợ chồng đi về, đi cầu nguyện về, đi dạy về thì đã hết xăng rồi. Nhưng mà cố ráng để gọi là sáng mai mình sẽ cố mình chạy xuống với cái buổi nhóm của hội thánh rồi xin tiền anh em đổ xăng. Và lúc đó thì chưa có Hiếu mà chỉ có Lily thôi. Khi đang chạy tới bầu cát thì nó xe nó tắt máy là biết hết rồi.
Tôi dắt Lily nó ngồi bên trên mà tôi dắt xe một hồi thì tự nhiên mỏi quá rồi, tôi mới nói con xuống đi, dụ nó xuống chứ không phải con xuống này để bà cò thì Chúa cho xăng chưa. Thực ra tôi không có tin vậy, nhưng mà tôi nói mà để dụ nó xuống với tôi dắt, mà nó ngồi trên nó khó quá. Khi nó xuống thì tôi cũng phải làm diễn cho đúng đúng bài chứ. Tôi mở ra dở ra một bình xăng đầy anh em ạ. Cái bia đá kỷ niệm đối với chúng tôi đó là cái xô gạo, mà anh chị em biết cái xô gạo nó chỉ khoảng 5 kg thôi, mà tôi ăn hết tháng này sang tháng khác. Bởi vì lúc đó ông bà mục sư Phạm Phú Ánh đó, bà mục sư đó, là hầu đó tụi tôi rất là thiếu thốn. Lúc mới về gia đình đuổi ra khỏi nhà vì có niềm tin nơi Chúa, đổ gạo vào và bà cứ nói là hai vợ chồng cứ ăn hết rồi cứ hễ hết rồi báo bà mua bà cho tiếp. Mà bà mua cho nhiều người chứ không phải cho riêng vợ chồng tôi, cho nên bà có cái sổ rất là kỹ. Mà anh chị em biết cái nhà nghèo mà không có gì ăn là thường ăn gạo sẽ nhiều hơn, bởi vì nó ăn gạo nhiều lắm. Mà cái đợt đó lâu quá rồi bà thấy bà mới hỏi là bà hỏi vợ tôi là ủa chứ có ai tiếp trợ gạo cho thầy cô này sao thầy tháng này không thấy nói. Thầy cô mày nói dạ đâu có, vẫn còn cứ đầy, vẫn cứ xúc náo ngày nào cũng xúc náo mà cái nó cứ nó lưng ngày thôi. Đó là phép lạ anh chị em. Anh em ơi, sẽ có những lúc trong cái hành trình theo Chúa, tôi và anh em sẽ gặp những cái thử thách, những cái áp lực kinh khiếp. Nếu mà anh em có lưu giấu lại, tức là lưu giữ lại những cái việc lạ, cái phép kỳ mà Chúa đã làm ra trong đời sống của anh em, những lần Chúa giải cứu anh em, những lần Chúa chữa lành anh em, những lần Chúa tiếp trợ anh em, những lần Chúa bảo vệ anh em, thì tôi nói với anh em này, chắc chắn là đức tin anh em sẽ được dắt dấy, cái lòng tin cậy nơi Chúa của anh em sẽ được phục hồi trở lại. Tôi nói với anh em, tôi biết chắc một điều là từ ngày mà anh em thật lòng tin nhận Chúa, Chúa làm nhiều điều đó. Tiếp trợ, có chữa lành, có bảo vệ, có giải cứu, có đủ các thứ hết đó. Trong sức khỏe cá nhân mình cũng có, mà trong hôn nhân cũng có, mà con cái cũng có, rồi công ăn việc làm cũng có. Nhưng cái nan đề của tôi và anh em là mình không để lại những cái trụ đá kỷ niệm. Nhưng nếu tôi và anh em mà không giữ lại những cái điều đó, không lưu lại những điều đó, thì lấy gì mà nhớ, lấy gì mà ngắm khi mình đối diện với những cái thử thách trong cuộc sống. Có những cái tảng đá tưởng nhớ nào mà anh em còn lưu giữ để nhắc nhở mình về những cái sai phạm, về những cái thất bại, hay nói cách nôm na cái kiểu mà người Nam Bộ của ta là gì? Là nhắc, để nhắc mình nhớ lại những lần bị Chúa quýnh không? Vâng, tôi và anh em có thể giữ lại những cái kỷ niệm đẹp, tức là những cái phép lạ dấu kỳ mà Chúa đã làm trên đời sống của mình, để mà khi mình đối diện thử thách khó khăn thì mình nhìn vào đó mà mình tỉnh thức gì, chàng ở cái cứu nợ đợt đó mà Chúa còn giải cứu, bây giờ mấy trăm triệu ăn thua gì. Vâng, chúng ta phải nhớ những điều đó, nhưng mà tôi và anh em cũng cần phải giữ lại những cái tưởng đá tưởng nhớ về cái việc mà Chúa quýnh cho mình mấy rồi, về những cái thất bại, về những cái sai trật của mình. Anh em biết không, người Do Thái đến tận bây giờ họ không bao giờ dám ăn gân bắp đùi đó. Thịt gì cũng không dám ăn. Anh em biết sao không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 32 là Chúa cho chúng ta biết điều này. Bởi vậy cho đến nay dân Israel không bao giờ ăn gân bắp đùi, tức là chỗ khớp xương hồng, vì người đó đã đánh vào xương hồng Jacob, chỗ gân bắp đùi. Jacob vật lộn với Đức Chúa Trời suốt đêm, Chúa đập cho một phát ngay đây, sáng ra đi cái thành Siloe. Là từ đó trở về sau là dân, tức là hậu tự của ông, là không bao giờ. Có những cái sự vật mà tôi và anh em một lần là tử tới già. Xin Chúa cho tôi và anh em nhớ những cái thất bại, những cái quyết định sai lầm mà Chúa dạy đừng bao giờ lặp lại. Ngày hôm nay tôi nói với anh chị em, nó có quá những cái, ngồi đâu cũng nghe, có quá nhiều sai phạm trong cộng đồng dân Chúa, thậm chí là trong cái cộng đồng những người hầu việc Chúa. Anh em biết tại sao không? Lý do là bởi vì người ta đánh mất cái lòng kính sợ Chúa. Mà một khi tôi và anh em đánh mất lòng kính sợ Chúa là chuyện gì mình cũng dám làm. Những cái chuyện mà mình không bao giờ nghĩ là trong Chúa là dám làm, mình không bao giờ nghĩ mấy ông hầu việc Chúa là dám làm, họ làm sao? Một khi mà tôi và anh em đánh mất lòng kính sợ Chúa, tội gì chúng ta cũng chơi được hết, tội gì chúng ta cũng không ngán hết. Cho nên hỡi anh em, hãy ghi lại những cái ơn lành, những cái công việc quyền năng mà Chúa làm cho anh chị em, cho gia đình của anh chị em mỗi một ngày. Đó là lý do mà tôi thường nhắc anh em là hãy có cái sổ cầu nguyện là như vậy. Rồi những lần mà Chúa trả lời, đáp lời, ghi lại. Tới lúc, sẽ có lúc anh em dùng đó đó.
Sẽ có lúc anh em cần tới nó. Cũng giống như dân Israel một ngày nào đó, mấy đứa con nó chơi cắt cớ, nó đi bộ trên cái công viên gọi là sinh thái Ginh Ganh. Nơi đó nó thấy có cái trụ đá, đá trồng 12 hòn to. Nó hỏi, ủa cha, cái trụ đá này là cái gì vậy? Ông già nó kể lại cho nó cái chuyện. Hoặc một ngày nào đó nó đi vào mùa hè, đi du lịch sinh thái ở trên sông Vô Đàn. Nước rút rồi, nó thấy giữa sông có một cái trụ đá lên. Nó hỏi, cái này là gì? Anh em ơi, khi tôi và anh em ghi lại những ân lành, những công việc quyền năng của Chúa, là tôi và anh em đang làm theo cái gương Chúa ngày xưa mà dựng cái đài tưởng nhớ Chúa đó. Khi tôi và anh em ghi khắc lại những cái điều Chúa làm cho mình, kể cả là những cái điều Chúa ban ơn lẫn những điều Chúa dạy dỗ mình, thì đó là lúc mà tôi và anh em giữ cái lòng kính sợ Chúa. Khi tôi và anh em ghi nhớ những cái điều Chúa làm trên đời sống của mình, anh em không? Cái đức tin của tôi và anh em sẽ được làm mới trở lại, đặc biệt là khi đối diện với những thử thách. Nhiều người khi đến với Chúa là bị thập tử nhất sinh, tức là bệnh mà bác sĩ chê rồi. Thế nhưng mà đến khi rồi Chúa chữa lành, rồi sau đó một thời gian chỉ cần số mũi sụt xịt là mua thuốc uống liền, chứ không bao giờ tin cậy vào quyền năng chữa lành. Có nhiều người là tin Chúa là bởi vì nợ quá, chịu hết nổi rồi, chủ nợ nó dí rác rồi, chịu hết nổi rồi, chạy tới là Chúa ơi xin thương xót con, rồi Chúa giải cứu một cách kỳ diệu. Nhưng mà sau đó nợ chừng ít là đi mượn à, không có quỳ gối kêu xin Chúa. Mình thấy mâu thuẫn không? Anh em ơi, hãy nhớ lại, hãy nhớ lại những ân lành mà Chúa làm. Nếu từ trước nay anh em chưa có làm cái điều này, hãy chọn một quyển sổ ghi lại đi. Bắt đầu có thể trước đó bỏ đi, bắt đầu từ đầu năm này nè. Đầu năm không phải là mới tới đâu nghe. Tôi nói đi nói lại, đầu năm của chúng ta là gì? Từ tháng 1 năm 2019. Nay chuẩn bị hết rồi đó, tháng 2 rồi đó. Xin Chúa giúp tôi và anh em để giữ mình trong cái đường lối tin kính, để giữ mình trong cái sự tin cậy Chúa luôn luôn. Như vậy điều đầu tiên là gì? Việc mà xây cái đài tưởng niệm á, tức là việc mà làm cái bia đá tưởng nhớ hay là giữ lại những cái kỷ vật á, là để nhắc tôi và anh em giữ cái lòng kính sợ Chúa luôn luôn. Điều thứ hai, cái bài học thứ hai mà chúng ta học được từ cái việc mà dân Israel họ xây dựng cái bia tưởng niệm hay là cái tảng đá tưởng nhớ để là để dứt giấy cái lòng tin cậy Chúa nơi con cháu của chúng ta. Để dứt giấy lòng tin cậy Chúa nơi con cháu của chúng ta. Một anh em đọc giùm tôi từ câu 6, câu 7 và câu 21 đến câu 23 ở trên bảng nó có sẵn. Để điều này làm một dấu hiệu ở giữa anh em, mai sau khi con cháu anh em hỏi rằng những tảng đá này có ý nghĩa gì, thì anh em hãy trả lời rằng núi sông Giô-đan đã bị cắt ngay trước hòn giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòn giao ước vượt qua sông Giô-đan thì nước sông cắt ngang, và các hòn đá này là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Israel. Tiếp. Ông nói với dân Israel, mai sau khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng các hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng Israel đã đi qua sông Giô-đan trên đất khô, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đan khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi. Giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm hại biển đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy. Đây là mục đích chính, là trọng tâm của cái việc lập đài tưởng nhớ đó anh chị. Đó là liên tục chuyển giao và nuôi dưỡng cái lòng tin cậy Chúa nơi con cháu của chúng ta, nơi những cái thế hệ kế tiếp của chúng ta. Khi tôi và anh em kể lại những cái chuyện Chúa làm trong đời sống của mình, khi tôi và anh em nhắc lại, khi tôi và anh em chia sẻ lại những cái kỷ vật mà đã từng chứng kiến những dấu kỳ phép lạ hay là sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của mình, tôi nói với anh chị em điều này. Anh chị em đang chuyển giao một cái di sản thuộc linh cho con cháu của mình. Anh chị em đang dứt giấy cái lòng tin cậy Chúa nơi cái thế hệ tiếp theo mình. Đừng có đưa cho nó iPhone, đừng cho đưa cho nó điện thoại. Hãy chia sẻ cho con cái của mình, cho học trò của mình, những cái thế hệ kế tiếp theo mình, những cái di sản thuộc linh, những cái chứng cớ để chúng nó có thể kết nối với Đức Chúa Trời quyền năng mà tôi và anh chị em đã thờ phượng và phục vụ. Làm thế nào để mà cái lòng tin kính Chúa của tôi và anh chị em có thể chuyển giao cho cái thế hệ kế tiếp? Làm thế nào để cái lòng tin kính Chúa của tôi và anh em có thể chuyển giao cho con cháu của mình? Câu trả lời là làm gương.
Nếu những cái tảng đá mà dân Israel theo lệnh Giô-suê lấy lên từ sông Giô-đanh và lập ở chính giữa sông Giô-đanh hoặc là trên bờ sông Giô-đanh là một cái đài tưởng nhớ, nhưng mà nó thật ra đó là những viên đá tự nhiên. Còn thì tôi và anh chị em, đời sống tôi và anh chị em là những cái viên đá, những viên đá sống đó anh chị em. Chúa truyền bảo những người chăn bày trong Phi-e-rơ đoạn 5 câu 2 câu 3 là gì? Hãy làm gương tốt cho cả bầy. Nhiều người nói nhưng mà nó, đây là nói gì, nói người chăn bày thôi. Hẳn nhiên những người đang hầu việc Chúa, các đại tớ của Chúa, những người xem qua livestream, Chúa chọn quý vị để làm gương cho cả bầy, chứ không phải để làm cái chuyện gì khác hơn. Tức là để là lời chứng sống cho cả bầy chiên của Chúa về công việc quyền năng, về cái lòng tin quyết của quý vị nơi Chúa. Nhưng mà hỡi những bậc làm cha làm mẹ, các bạn cũng được Chúa chọn để chăn cái bầy chiên nhỏ của mình ở trong gia đình. Chăn như nào? Bằng cách làm gương cho cả bầy. Phi-e-rơ đoạn 2 câu 5 thì bảo rằng là tôi và anh em là những viên đã sống. Tức là những nhân sinh sống về quyền năng tái tạo, về quyền năng biến đổi của một Đức Chúa Trời hằng sống. Khi những cái thế hệ tương lai của Israel đó, họ nhìn vào cái trụ đá bên bờ sông Giô-đanh, chúng thắc mắc, thì nó liền được cha mẹ của chúng kể lại cái sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Và cái điều đó nó dứt dấy cái lòng tin cậy Chúa nơi chúng, kéo chúng nó đến cái chỗ là biết Chúa cách cá nhân. Anh em ơi, sẽ có dịp mà anh em gặp lại các đầy tớ của Chúa, những người đã từng kinh nghiệm cái cơn phấn hưng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Họ kể là những cái câu chuyện của họ. Tôi đảm bảo anh xem, lòng anh xem sẽ dứt dấy, và anh chị em sẽ hỏi rằng Đức Chúa Trời mà của mục sư ngày nay ở đâu, giống như là Gideon đã từng hỏi. Anh em sẽ có cái lòng ao ước rằng mình cũng sẽ kinh nghiệm một Đức Chúa Trời hằng sống giống như vậy. Chứ không phải Chúa chỉ là Chúa đã chết hay là Chúa chỉ trong hình thức của lễ rồi tới Chúa Nhật cái tới mà mình không thấy cái quyền phép gì hết. Anh em ơi, khi tôi và anh em lập những cái bia tưởng niệm, tôi nói trong cái hình ảnh đó là những cái lời chứng sống động, những cái công việc lạ lùng của Chúa, thì Chúa sẽ dùng chính cuộc đời tôi và anh em để nuôi dưỡng, để chuyển giao, để dứt dấy đức tin của những người kế tiếp theo mình. Tôi muốn cho anh em thấy một cái ví dụ ở trong sách Các Quan Sát, tức là cái sách nó xảy ra, cái thời kỳ nó xảy ra liền sau cái thời Giô-suê này. Chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa muốn cho dân Israel làm đó là chuyển giao cái gì sẵn thuộc linh cho cái thế hệ về sau đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Một người đọc giùm tôi, thôi để tôi đọc đi. Các Quan Sát đoạn 3 từ câu 15 cho đến câu 22, nhưng mà tôi chỉ muốn có một câu, vài câu kinh thánh, nhưng mà tôi muốn đọc cả một phần để cho anh em có thể thấy. Các Quan Xét, tức là cái sách đằng sau liền, đằng sau sách Giô-suê đó anh chị em. Từ câu 15, nếu mà anh em là trang 310 đó, sách của anh em. Nhưng khi dân Israel kêu cầu Chúa, Chúa dấy lên một người giải cứu, người ấy là Ehud con trai của Gera thuộc chi tộc Benjamin. Ehud là người thuận tay trái, dân Israel phái ông đem cống vật đến Eslon, vua Moab. Ehud tự làm lấy một đoạn gươm hai lưỡi dài khoảng 5 tấc. Ông buộc nó trong đùi phải, khuất dưới áo quần, rồi ông mang cống vật đến nộp cho Eslon, vua Moab. Và Eslon là một người rất mập. Khi Ehud trình dâng các cống vật xong, ông cho những người mang cống vật về trước, còn ông đi đến hầm đục đá gần Gilgal. Ông quay trở lại và nói, tâu vua, tôi có một việc bí mật muốn tâu riêng với ngài. Vua phán im lặng, tất cả những kẻ hầu cận của vua đều lui ra. Bản này thì dịch là hầm đục đá, nhưng mà trong nguyên văn của nó là đến các cái tượng đá của Gilgal. Anh xem để ý nè, cái vị quan sát này đến dâng cống nộp nhưng mà ông không thực hiện gì hết, rồi ông trở về. Trong khi ông đã có âm mưu, nhưng mà chỉ sau khi ông trở về rồi đó, theo cái bản hiệu đính mà tôi có là đến cái chỗ tượng đá Gilgal. Đến cái chỗ tượng đá Gilgal. Nếu anh xem là có cái bản dịch khác, anh em sẽ thấy rõ hơn cái này. Câu số 19 đó. Còn ông khi đến chỗ các tượng đá ở gần Gilgal thì trở lại và nói, bẩm vua, tôi có điều tàu vua. Có nghĩa điều này có nghĩa gì? Ehud đã có cái dự định là ám sát cái vị vua xâm lược này. Nhưng mà sau khi ông đến đó, ông không dám làm gì hết. Ông chỉ dâng cống vật xong ông trở về. Nhưng mà khi ông trở về rồi ông lại đối diện với cái tượng đá mà dân Israel đã xây ở trên bờ đó. Ông nhìn vào đó,
Điều gì xảy ra? Đức tin ông được giật dây trở lại. Ông nhớ đến một Đức Chúa Trời quyền năng của ông, Đấng đã rẽ biển đỏ, Đấng đã rẽ sông Giô-đanh ra, và Đấng đó vẫn đang ở cùng ông. Và ông quay trở lại thực thi sứ mệnh, và một cái sự giải cứu lớn lao đã xảy ra đối với dân tộc của Chúa. Mai sau, câu số 21 anh chị em, 21 của Giô-suê đoạn 4: mai sau khi con cháu anh chị em hỏi cha ông chúng rằng những hòn đá này có nghĩa gì? Mai sau khi con cháu anh chị em hỏi rằng những hòn đá này có nghĩa gì? Đời sống của tôi và anh chị em, cái cách hành xử của tôi và anh chị em có khiến cho con cái của chúng ta chất vấn chúng ta về những gì chúng nhìn thấy không? Con cái của anh chị em có khi nào hỏi anh chị em là tại sao anh chị em đọc Kinh Thánh không? Con cái của anh chị em có khi nào hỏi anh chị em là tại sao anh em phải cầu nguyện không? Hay là con cái anh chị em có khi nào hỏi anh chị em là tại sao ba mẹ post cái hình đó, hay là viết một cái status đó trên Facebook không? Có khi nào chúng nó hỏi anh chị em rằng cái việc anh chị em làm nó có ý nghĩa gì không? Và nếu chúng hỏi, anh chị em sẽ trả lời như nào? Anh chị em có phải là một nhân chứng sống cho con cháu mình, cho học trò của mình, cho những người kế tiếp theo mình, về một Đức Chúa Trời quyền năng hay là về một Đức Chúa Trời thô lỗ bất lực? Hỡi anh chị em, tôi và anh em là những viên đá sống được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm nhân chứng cho Ngài. Nhưng mà tôi và anh chị em làm nhân chứng về một Đức Chúa Trời như nào? Về một Đức Chúa Trời quyền năng sống động, hay là về một Đức Chúa Trời đã chết, một Đức Chúa Trời bất lực, một Đức Chúa Trời thô lỗ? Khi nhìn vào đời sống của tôi và anh em, những viên đá sống mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa, thì con cháu của chúng ta, những thế hệ tiếp theo chúng ta, nó sẽ chạy đến gần Chúa hơn hay là nó sẽ chạy xa Chúa hơn? Tôi muốn anh chị em suy nghĩ những điều này. Điều gì nơi anh chị em thì gây ấn tượng nhất đối với con cái của mình? Có phải cái điều mà gây ấn tượng nhất của anh chị em trên con cái của anh chị em là anh chị em là một người cha, người mẹ tinh kính, trước sau như một? Hay là cái điều mà anh chị em gây ấn tượng ở trên con cái của mình là một cơ đốc nhân giả hình, ở hội thánh thì thế này mà ở nhà thì thế khác? Anh chị em có phải là một người cha chân thật, hay là chỉ được cái mồm, chỉ diễn giỏi thôi? Tôi nói với anh em, người ngoài có thể không biết những gì mình nói, người ngoài không biết những gì mình làm lúc không ở trong hội thánh. Chứ còn con cháu của mình ở nhà, nó biết hết. Biết hết. Xin Chúa cho tôi và anh em suy gẫm được điều này. Xin Chúa cho tôi và anh em nhớ được điều này. Tôi và anh em là những viên đá sống, là những con người được Chúa chọn để làm nhân chứng sống về quyền năng biến đổi của Chúa. Ngày nay người ta hỏi Đức Chúa Trời của tôi và anh em ở đâu, thì mình sẽ chỉ vào đâu? Mình có dám chỉ vào chính cái cuộc đời được biến đổi của mình không? Mình có dám chỉ vào hôn nhân của mình không? Mình có dám chỉ vào công ăn việc làm của mình không? Nếu có, thật là phước hạnh cho chúng ta. Tôi và anh em cần phải để, phải làm gương cho con cái của mình, cho cái thế hệ kế tiếp theo sau. Làm gương cái gì? Bằng cách nhắc lại những cái ân lành của Chúa trên đời sống của mình. Ấy chẳng phải mình mà bằng là Chúa biến đổi mình. Mặt khác, ngoài cái chuyện đó ra thì tôi và anh em cũng cần phải học hỏi. Học hỏi gì? Khi nhìn vào đời sống của những người đi trước mình ấy, hãy học hỏi những cái gương tốt nơi họ, và cũng hãy cậy ơn Chúa mà tránh xa những cái sai phạm của họ. Tôi nói với anh em, biết bao nhiêu cái chức vụ lớn nó sụp đổ vì cái chuyện lem nhem tiền bạc này, vì gian dối này, vì sống buông thả này, vì kiêu ngạo sau khi được Chúa tin dùng này. Tức là sau khi được nổi tiếng rồi là bắt đầu buông thả, không có còn giữ mình ở trong cái đời sống tinh kính nữa. Thế nhưng mà mình thấy sờ sờ trước mặt, mình sao tại sao không cậy ơn Chúa tránh đi, mà cứ lao vào đó theo cái con đường đó, như cái con thiêu thân là sao? Cho nên tôi khích lệ anh chị em, hãy chú ý đến những cái chức vụ, những cái cá nhân, những cái hội thánh. Hãy chú ý điều gì? Họ vốn là những cái cá nhân, những cái tập thể được sự sức giàu đầy quyền năng của Chúa, nhưng bây giờ chỉ còn những cái tên thôi, chỉ còn cái hào quang của quá khứ thôi. Hãy nhìn vào đó và hãy hỏi xem tại sao chuyện đó lại xảy ra với cái người đó, tại sao chuyện đó lại xảy ra với những người đó, để làm gì? Để rồi tránh cái vết xe đổ của họ. Anh em ơi,
Xung quanh tôi và anh em, Chúa vẫn đặt để những cái gương mẫu tinh kính. Thời nào cũng có, thời nào cũng có những con người tinh kính. Thậm chí cái thời mà gọi là đen tối nhất của vua Ahab ấy, khi người của Chúa là Eli nói than lại với Chúa là: Chúa ơi, trong số các đầy tớ của ngài chỉ còn có mình En con hả? Chúa nói: nhầm, ta vẫn còn 7,000 người không hề quỳ gối trước ba anh và môi họ chưa hôn nó. Nhiều khi tôi và anh em cảm thấy cô đã thấy xung quanh sao bây giờ nó hư đốn hết rồi, nó tha hóa hết rồi. Nhưng mà tôi nói với anh em, thời nào cũng có những con người tinh kính ở xung quanh anh em. Thời nào cũng có những con người tinh kính Chúa đặt để xung quanh anh em. Thay vì đi lên án, phê phán, phàn nàn, chỉ trách người khác, thôi, nếu mình thấy là cái đời sống của họ là mình không ngửi được thì tránh xa đi, tốn chi cho thời giờ cho nó khổ vậy. Rồi hãy học biết những cái con người tinh kính. Có thể những cái con người tinh kính, tôi nói với anh chị em điều này để anh em lưu ý, có thể những cái con người tinh kính họ không có hấp dẫn đối với anh chị em, họ không có khéo nói, không có khéo diễn đối với anh chị em. Nó giống như những cái viên đá mà được lấy dưới sông lên, nó thô ráp chứ nó không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà hãy để ý đến cái bông trái đức tin của họ, con cái của họ, gia đình của họ. Hãy để ý đến công việc của họ rồi gì? Học theo họ. Hebrew đoạn 13 câu 7 có cái lời khuyên rất là đẹp cho chúng ta. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình là những người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Nhớ thì dễ rồi, nhưng mà cái phần sau mới quan trọng. Hãy xem xét kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin của họ. Tôi và anh em cần nhớ đến những người đã dẫn dắt mình đến với Chúa, gây dựng chăm sóc mình. Nhưng tôi và anh em cũng cần phải xem xét cái cuộc đời của họ rồi bắt chước đức tin của họ. Cậy ơn của Chúa anh chị em, học những cái điều tốt nơi người ta, và hãy cũng cậy ơn của Chúa mà tránh xa những cái sai phạm của họ. Cho nên cái việc mà tôi và anh em lưu giữ những cái kỷ niệm, hay là tôi và anh em giữ một cái đời sống tinh kính, chúng ta không chỉ nhắc nhớ mình về cái lòng kính sợ Chúa, mà tôi và anh em còn đang nuôi dưỡng và chuyển giao cái di sản thuộc linh đó cho con cháu của mình, cho học trò của mình, cho những cái thế hệ kế tiếp theo. Chúng ta không nói dối, không phải chỉ vì mình không, mà vì còn cái đằng sau mình không muốn gặt nơi con cái của mình cái sự dối trá đó. Chúng ta không muốn diễn, bởi vì mình không muốn con cái của mình nó diễn lại đối với mình. Tôi đã từng nói, khi mà tôi hầu vì Chúa bên Mã Lai, khi lúc đó cô và vợ tôi chưa có sang đó, xung quanh là con gái không, mà tụi nó thì rất là quý thầy. Cái chuyện phạm tội là xảy ra bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng mà cái điều giữ tôi, không phải là tôi thánh nhân hay thần thánh gì đâu, tôi cũng là con người. Điều giữ tôi là tôi không muốn cho con gái của tôi bị người ta chiếm đoạt. Hỡi anh chị em, anh em để lại gì cho con cháu của mình? Anh em để lại gì cho học trò của mình? Anh em để lại cái gương mẫu nào cho cái thế hệ đi sau của mình? Nhiều khi tôi và anh em mong muốn là hôn nhân của con mình nó tốt, nhưng mà cái cách mình xử sự với chồng với vợ với nhau đó là mình đang để lại cho nó một cái đài tưởng niệm xấu chứ không phải tốt. Xin giúp tôi và anh em, đừng có trên hội thánh thì mình nói rất là thiêng liêng, mình nói tốt lành, vì nhà mình xử sự không khác gì người đời. Đừng có quên chúng ta là những viên đá sống được chọn để rao truyền nhân đức của Chúa. Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học, cái việc mà dân Israel họ vâng lời Giô-suê theo những ý định của Chúa, thiết lập những cái vần đá tưởng nhớ là để làm chứng về quyền năng của Chúa cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh. Làm chứng về quyền năng của Chúa cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng ta. Câu số 24. Sau khi tin nhận Chúa rồi, anh chị em, thì Chúa, chúng ta vẫn được tiếp tục ở lại trần thế này. Hay nói theo Kinh Thánh là gì? Là được Chúa sai vào trong thế gian đó. Để làm gì anh chị em? Để làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu, cho những láng giềng, cho những đồng quốc của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 5, 14, 16 là Chúa nói như này: các con là ánh sáng của thế gian.
Vậy hãy chiếu sáng, hãy chiếu ánh sáng của con ra trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh cha các con ở trên trời. Tôi và anh em không chỉ là viên đá sống cho con cái của mình ở trong gia đình, mà tôi và anh chị em còn là một cái đại sứ của Chúa cho những người ở xung quanh chúng ta. Cái chữ mà chiếu sáng ra đó, nó có nghĩa gì? Chiếu ra sự sáng của ngươi. Hãy cho người ta thấy cái sự sáng của tôi và anh chị em, là sự sáng mà chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Sự sáng của chúng ta là gì? Sự sáng của người tin Chúa là gì anh chị em? Đó là sống gương mẫu giữa cộng đồng. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4, 11, 12 lời Chúa nói như này: hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền. Như thế đời sống anh chị em được người ngoài kính trọng và không thiếu thốn gì. Nhiều khi tôi và anh em đi nhà thờ hay lắm, trong hội thánh mình thương yêu nhau lắm, nhưng về nhà trong cái xóm của mình, trong cái khu nhà trọ của mình, ai cũng ngán mình đấy. Đó không phải là chứng tốt. Một đời mà anh em có sao, mà sau đó anh em đi làm chứng vì Chúa một đời, người ta cũng không tin. Phê-rơ nhất đoạn 2 câu 12: hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại, là những kẻ vẫn nói xấu với anh chị em, nói xấu anh chị em như là người làm ác, nhưng mà họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày ngày thăm viếng. Anh em ơi, Chúa chọn tôi và anh em như là những cái bia đá sống, không chỉ cho gia đình của mình mà còn cho những cái người chưa biết về Chúa xung quanh chúng ta, ở trong công ty của chúng ta, ở trong cộng đồng của chúng ta. Họ nhìn vào cái cảnh mà gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm, con cái ngoan ngoãn lễ phép đó. Đó là cái lời chứng sống về Chúa đó. Họ nhìn thấy cái cách chúng ta tôn trọng láng giềng, có cái mối quan hệ tốt với láng giềng. Nói cách khác là gì? Cái người tin Chúa là cái vật chứng hay là cái bằng chứng về sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời tốt lành đối với cái dân ngoại ở xung quanh. Anh em ơi, khi người ta nhìn vào đời sống anh em, người ta có gì để họ phải thắc mắc không? Thắc mắc về Chúa không? Chẳng hạn là họ không phải là thắc mắc là cái thắc mắc theo cái kiểu gì, nhưng họ thắc mắc là: ủa Diễm, tại sao lúc nào con cũng, bạn cũng vui vẻ, cũng lạc quan yêu đời thế vậy? Dù cái công việc cũng của bạn cũng bị áp lực giống như tôi, dù cũng khó khăn giống như tôi, có khi nào mà họ nhìn vào đời sống của anh chị em mà họ cũng có thắc mắc cái kiểu đó không? Hoặc là tại sao họ nhìn vào anh Hiệp Hồng, anh nói: à Hiệp Hồng ơi, tại sao mà tôi nhìn tại sao công việc làm ăn của bạn lúc nào cũng được may mắn cái gì? Anh em ơi, tôi và anh em phải sống như nào ấy, để khi người ta nhìn vào cái người chưa biết Chúa, họ nhìn vào cuộc đời của chúng ta, nhìn vào hôn nhân của chúng ta, nhìn vào công việc làm của chúng ta, họ có những cái thắc mắc kiểu đó. Cái thắc mắc mà nó sẽ dẫn đưa họ đến gặp đấng là nguyên nhân của mọi sự. Cho nên tôi nói với anh chị em là dù anh chị em có nhận biết hay không, dù anh chị em có ý thức hay không, thì tôi và anh chị em vẫn đang giảng cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng ta mỗi ngày. Vấn đề là chúng ta đang giảng cho họ điều gì thôi, điều tốt hay điều xấu. Chúng ta đang giảng cho họ điều gì về Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng thôi. Chúng ta giảng bằng cách nào? Qua cái cách sống của chúng ta và gia đình của chúng ta, anh chị. Cái cách sống và cái cách ứng xử của chúng ta trong tư cách một người láng giềng, một người công dân, có khiến cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng ta đến gần Chúa hơn, hay là họ sẽ bị đẩy xa Chúa hơn? Cái cách sống của tôi và anh em, cái cách ứng xử của chúng ta đối với những người xung quanh đó, có khiến cho họ muốn biết Chúa hơn hay là muốn tránh Chúa hơn? Cái câu chuyện là lần nọ sau buổi nhóm, ông mục sư mới nói thông báo và phát một số cái chứng đạo đơn để bà con về nhà chia sẻ, ai cũng lại nhận một ít. Tới cái bà đó lên, ông mục sư nói: à, thôi bà khỏi nhận. Nói sao một sư thì tôi cũng nhận về, tôi cũng muốn phát cho mấy người hàng xóm. Bà, cái cảnh bà chửi chồng bà mỗi ngày là khỏi phát, người ta biết hay rồi. Xin Chúa cho tôi và anh em nhớ, tôi và anh em đang giảng về Chúa mỗi ngày cho những người chưa biết Chúa xung quanh chúng ta, không bằng cái môi miệng này đâu, mà bằng cái cách ứng xử và cái cách sống của chúng ta. Lời Chúa trong Thi Thiên 67 câu 1 câu 2 nói như này: nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Cái điều này chúng ta thích cầu nguyện lắm, và ai cũng muốn được cầu nguyện giống vậy. Nhưng mà cái mục đích là để gì? Cái này khác biệt mà. Để đường lối Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được tỏ ra giữa muôn dân.
Cái mục đích ban phước của Chúa cho tôi và anh chị em là không phải để cho chúng ta sống sung sướng à, mà là bằng là để bày tỏ đường lối của Chúa trên khắp đất và sự cứu rỗi của Ngài ra khắp muôn dân. Chúa ban phước cho chúng ta không phải để chúng ta được sướng hơn, không phải để mình được ăn sung mặc sướng hơn, mà bằng là để tỏ cho người ta biết về Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời yêu thương. Bao nhiêu người trong anh chị em biết được điều này? Nếu như ngày hôm nay anh chị em cầu xin Chúa ban phước cho mình, thì bao nhiêu người trong anh em ý thức rằng là cái việc mà Chúa sẽ nhận lời mình, ban phước cho mình, đó là để tỏ bày cái đường lối của Chúa đến khắp đất và cái sự cứu rỗi của Ngài trong muôn dân. Cho nên cái việc mà Chúa chạm đến hôn nhân của anh chị em, Chúa biến đổi cái thật đời sống anh chị em, Chúa ban phước trên công ăn việc làm của anh chị em. Trước hết không phải cho anh em, trước hết để cho những người xung quanh anh em biết có một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời yêu thương và có chương trình tốt lành trên đời sống của họ. Thì kết luận là tôi muốn chỉ cho anh em thấy điều này. Ở trong Luca đoạn 17 câu 11 19 có cái câu chuyện về 10 người phung được Chúa Giêsu chữa lành. Chín người, tức là tất cả đều được chữa lành hết, nhưng mà sau đó có một ông quay trở lại, ông cảm tạ Chúa, ông thờ phượng Chúa thôi. Thì chính cái người mà được chữa lành, họ là những viên đá sống, họ là lời chứng sống á. Thế nhưng mà tức là chứng sống là sao? Bởi vì họ thật sự là cái người kinh nghiệm sự chữa lành. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất quay trở lại cảm tạ Chúa, thờ phượng Chúa. Người đó, duy nhất có một người đó, vừa là lời chứng sống mà vừa là nhân chứng lâu dài. Có thể anh chị em từng được chữa lành, có thể anh chị em từng được giải cứu, nhưng anh chị em chưa bao giờ dựng đài tưởng nhớ. Tức là anh em chưa bao giờ ghi nhớ những cái việc đó. Anh em chưa bao giờ dùng những cái việc đó để giữ lòng kính sợ Chúa, để dứt giấy đức tin của con cháu mình, của những cái thế hệ kế tiếp theo mình. Và anh chị em chưa bao giờ dùng những cái điều đó để làm chứng về một Đức Chúa Trời quyền năng cho những người bạn hữu, cho những đồng nghiệp, cho những láng giềng ở xung quanh mình. Anh chị em ơi, Chúa làm những cái phép lạ dấu kỳ trên đời sống của anh chị em là để trước hết là gì? Tôi và anh em giữ lòng kính sợ Chúa. Tiếp theo là để dứt giấy cái đức tin nơi cái thế hệ kế tiếp theo mình. Và thứ ba là để làm chứng về một Đức Chúa Trời quyền năng cho bạn hữu, cho đồng nghiệp, cho láng giềng, cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng ta. Luca đoạn 19 câu 40. Khi những người Pharisee ngăn cản dân chúng tôn hô Chúa thì Chúa Giêsu nói như này. Chúa đáp: ta bảo cho người biết, nếu họ nín lặng thì đá sẽ tôn hô hay là đá sẽ reo lên. Chúa chọn tôi và anh em là để làm nhân chứng cho Chúa. Chúa chọn tôi và anh em là để rao truyền công đức vĩ đại của Chúa. Đừng nín lặng nữa hỡi anh chị em. Đừng phí phạm những cái ơn phước, những cái công việc quyền năng mà Chúa đã ban, đã làm cho tôi và anh chị em và trên gia đình của chúng ta. Hãy kể lại. Hãy thuật lại cho chính mình, cho con cháu của mình, cho học trò của mình, cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh mình. Để làm gì? Để tất cả các dân tộc ở trên địa cầu biết rõ quyền năng của Chúa. Và để chúng ta luôn kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa đặt để cái tinh thần này ở trong mỗi một anh em. Anh em sẽ xây dựng những cái bia đá tưởng nhớ của Chúa trong chính đời sống của mình, ở trong gia đình của mình. Để tất cả những gì mà Chúa dành cho tôi và anh em, không chỉ là chúng ta được hưởng một lần duy nhất khi phép lạ xảy ra, mà còn được sử dụng dài lâu cho đến muôn đời. Và bao nhiêu người khác khi nhìn vào những cái dấu kỳ phép lạ, khi nghe những cái dấu kỳ phép lạ, khi nghe những công việc lạ lùng mà Chúa làm đó, họ sẽ được kết nối với Đức Chúa Trời quyền năng. Và họ cũng kinh nghiệm cùng một cái điều mà tôi và anh em đã từng kinh nghiệm. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên trong thời gian. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa theo sự bày tỏ của lời Chúa, theo sự nhắc nhở của lời Chúa. Có thể anh chị em trong những ngày vừa qua dường như đánh mất lòng kính sợ Chúa chăng? Hãy trở lại với Chúa. Hãy đếm lại những ân lành mà Chúa dành cho mình. Có thể ai đó trong anh chị em đang bị rúng động vì cái áp lực, vì cái nan đề mà mình đang đối diện nó quá lớn. Và dường như mình không còn dám tin, không còn tin nổi rằng nan đề của mình sẽ được giải quyết. Anh em ơi, hãy nhớ lại những cái việc lạ lùng mà Chúa đã làm trên đời sống của anh em từ ngày anh em tin Chúa cho đến giờ.
Có thể trong những ngày vừa qua anh em không quan tâm tới cái việc kể lại cho con cái của mình. Anh em không nghĩ được cái giá trị của những gì Chúa làm trên đời sống của mình có thể ảnh hưởng đến đức tin của con cái mình. Anh em không nghĩ rằng cái lối sống của mình nó có thể ảnh hưởng đến đức tin của con cái mình, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con cái mình đối với Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở anh em, con là viên đá sống mà ta đã chọn. Ta đã chọn con để dấy lên một thế hệ tin kính cho Đức Chúa Trời. Ta đã chọn con để dạy dỗ con cháu và cả nhà cha con để theo đường lối của Chúa. Có thể anh em nghĩ rằng là những gì Chúa làm cho mình trong những ngày vừa qua đó là phần phước Chúa ban riêng cho mình. Không anh chị em ơi, Chúa còn muốn dùng cả những gì mà Chúa đã ban cho anh chị em làm phần phước, làm cái lời chứng để cứu những người chưa biết Chúa ở xung quanh nữa. Hãy thưa với Chúa, hãy kêu lên với Chúa. Đừng để đá phải thay mặt chúng ta làm chứng về Đức Chúa Trời. Đừng để đá phải reo lên ca tụng Chúa trong khi chúng ta là những viên đá sống thì lại không mở mồm, mở miệng. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, sarabaka, tarabaka, sananana. Lòng con mến yêu. Hơn ngọc châu lòng con mến yêu Chúa hơn ngọc châu. Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giê-xu, Giê-xu là Chúa tôi, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa tôi, quý báu thay danh Ngài. Ngài là sức thiên cho con dựa nương. Thiên là sức thiên cho con dựa nương. Ngài là báu vật mà con mong chờ. Ngài là muôn nhu cầu. Hồi tôi vấp chân, hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi, Ngài tên theo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giê-xu là Chúa tôi, Chúa có danh đẹp thay. Quý báu thay danh Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời, đấng hằng sống, hằng còn đến đời đời, dứt dấy tấm lòng của mỗi một chúng con, đem chúng con trở lại với lòng biết ơn Chúa, giúp chúng con ghi nhớ lại tất cả những gì Chúa đã làm trên đời sống của chúng con, để chúng con dấy lên lòng kính sợ Chúa, để chúng con có thể kết nối đức tin của con cháu chúng con thế hệ tiếp theo chúng con với chính Đức Chúa Trời, và dùng tất cả những gì Chúa ban cho như là một lời chứng để làm chứng về sự hiện diện của Ngài, về tình yêu của Ngài, về quyền năng của Ngài, một Đức Chúa Trời sống động cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng con. Xin Chúa ban phước cho dân sự của Ngài, chiếu sáng mặt Ngài trên dân sự của Ngài, phù hộ dân sự của Ngài, ban bình an cho dân sự của Ngài, và dùng chúng con hỡi Chúa để làm vinh danh Chúa và để thêm nhiều người được cứu vào trong nước của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trình dâng mỗi một chúng con, hôn nhân của chúng con, gia đình của chúng con,
con cái của chúng con, công việc làm của chúng con, trong sự tế trị và ban phước của Chúa. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều thuộc về Ngài. Xin Chúa vui lòng sử dụng để làm lợi cho cơ nghiệp của Ngài, cho vương quốc của Ngài. Xin làm vinh hiển danh Ngài qua đời sống của mỗi một chúng con, và xin cho người ta nhìn thấy Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.